đen này có tên gọi là DJ Royal Tiger. Mình sẽ quay xa hơn để mọi người thấy được hết cái hiệu ứng của đèn. Đèn này thì nó có chế độ cảm ứng theo nhạc và chế độ chạy ô tô tự động, phù hợp với mọi người mua trang trí trong phòng karaoke, phòng bay, phòng nghe nhạc hoặc là trang trí cho những buổi tiệc party sôi động. Đèn sử dụng tốt cho không gian từ 20 cho đến 50 m², hay kết hợp giữa đèn led phát xe, đèn led chiếu wobo và đèn laser tạo ra một căn phòng rất là ảo, rất là đẹp. Những hiệu ứng của đèn có thể đi xa hơn 20 m. Mình đang quay và giới thiệu đèn thực tế là showroom của công ty BAH. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Boe L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.